chuyên môn ngày hôm nay. Thì đêm nay sẽ là đêm biểu diễn tiết mục văn nghệ mùa thi sinh 2022 của giáo sư Nhân Dương. Thì buổi diễn tiết mục này văn nghệ hôm nay sẽ có sự góp mặt của các tiết mục như là múa, hát cũng như là các cử điệu đến từ các em thiếu nhi của các khối của quý học đoàn của chúng ta gồm là quý các ca đoàn. Và góp mặt trong buổi biểu diễn văn nghệ sinh của quý thí sinh 2022 ngày hôm nay thì ngoài Trang Chánh Sứ và Trang Thanh Sinh Cô của quý sơ thì có sự hiện diện của cha vui xe Đỗ Thiện Toàn. Xin quý học đoàn cho một tràng pháo tay cho cha. Và để trước khi bắt đầu buổi diễn văn nghệ hôm nay thì con xin kính mời cha Chánh Sứ và cha Thanh Sinh Cô lên có đôi lời chia sẻ cũng như là thay mặt chương trình văn nghệ hôm nay. Xin con xin kính mời cha. Quý ông bà chị em, trước khi chúng con thấy Giáng sinh năm nay có khác không? Khác và tăng không? Chúng thấy cái than đá nè, thấy trang trí xung quanh nhà thờ có đẹp không? Đó là công ơn của ai chúng con biết không? Chúng thấy là Chúa ban cho giáo xứ chúng ta, và sau đó là trên trên có lời cảm ơn hội đồng mục vụ, đặc biệt là có anh Hưng trong ca đoàn, anh Hưng điều khiển tất cả các anh các chú để làm ra những hang đá và những tiểu cảnh xung quanh nhà thờ rất là đẹp. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn mọi người luôn, anh Hưng và tất cả các chú các anh. Kèm theo đó là sự đóng góp của các bà mẹ công giáo trong suốt 2-3 tuần lễ vừa qua. Các bà mẹ túc trực ở trên nhà thờ để lo cơm nước, để lo dọn dẹp mọi thứ. Chúng ta cho các bà có một tràng pháo tay. Cảm ơn. Kính thưa cha, kính thưa tất cả chú bà chị em, mỗi lần Giáng sinh về không chỉ là niềm vui của người công giáo chúng ta, nhưng là niềm vui của tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo nào. Niềm vui đó có lẽ là niềm vui to lớn nhất mà mỗi người chúng ta cảm nhận được khi mọi người cùng sống gần nhau hơn, cùng liên kết với nhau trong tiếng cười, trong sự giúp đỡ, trong sự chia sẻ với nhau. Đã chúng ta cảm ơn Chúa trong những năm tháng vừa qua mà mọi người cùng cộng tác với nhau để xây dựng giáo xứ. Đó chúng ta cảm ơn Chúa rất là nhiều. Và xin Chúa tiếp tục ban điều xuống trên từng gia đình cho mỗi người chúng ta trong năm mới, chương trình sắp tới. Xin tuyên bố đêm văn nghệ